Xe đạp thể thao VIP.com xin chào các anh chị. Trong video này, shop sẽ lên đủ màu xe đạp địa hình Twitter Seatom 2.0, giới thiệu, báo giá và bán tới anh chị. Với xe đạp thể thao Twitter thì shop đang bán với giá rẻ không lối thoát và chắc chắn rằng anh chị đến với shop sẽ mua được xe, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà với giá rẻ không lối thoát anh chị nha. Và đây là những chiếc xe đạp thể thao của hãng Twitter, xe đạp địa hình Twitter Seatom mới nhất của hãng xe đạp thể thao Twitter trong năm nay. Và shop dựng đủ màu để anh chị lựa chọn rất dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng. Và Twitter Seatom 2.0 có giá là 12 triệu 500 ngàn bao ship toàn quốc anh chị nha. Với 12 triệu 500 ngàn thì anh chị sẽ sở hữu một chiếc xe đạp thể thao, xe đạp địa hình Twitter Seatom với cấu hình khung carbon, phuộc hơi, phanh dầu và sử dụng bộ chuyển động Shimano Dere M5100, 22 tốc độ, cơ bánh 27,5 inch, sẽ đưa lại trải nghiệm tuyệt vời khi anh chị làm chủ sở hữu chiếc xe đạp địa hình Twitter Seatom 2.0 này. Twitter Seatom 2.0 hiện đang có 10 màu và 2 size anh chị nhé. Đó là size 15 và size 17 inch cùng với 10 màu. Màu đầu tiên đó là màu đỏ, tiếp theo là màu đen đỏ. Bên cạnh đây đó là màu bạc titan. Tiếp theo đó là màu trắng đỏ, màu đen xanh, màu ghi đen, màu đất sét ghi, màu vàng chanh, màu đen tuyền, đen cực ngầu luôn. Và màu thứ 10 đó là màu cam. Và ngay bây giờ shop sẽ đi cấu hình chi tiết của chiếc Twitter Seatom 2.0 này để anh chị thấy được một chiếc xe đạp địa hình cấu hình cao, chất lượng và có giá rẻ không lối thoát từ shop xe đạp thể thao VIP.com anh chị nha. Chỉ 12 triệu 500 ngàn đồng. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, anh chị vừa thấy độ trớn của chiếc xe đạp địa hình Twitter Seatom 2.0. Em vừa test nhanh một chút thôi. Twitter Seatom 2.0 thì sử dụng khung bằng carbon. Vâng, thiết kế khí động học, khung sử dụng carbon nano, công nghệ EPS Technology cùng với chất sơn thì tuyệt đẹp của hãng Twitter. Và với Twitter Seatom này thì đang được phối một màu tem rất là đặc sắc luôn. Trên nền sơn bóng đẹp nhiều lớp, khung bằng carbon, cáp âm trong khung. Sử dụng chiếc phuộc hơi khóa hành trình trên tay lái. Vâng, sử dụng phuộc hơi thì xe chạy cực êm luôn anh chị nha, cực êm cho mọi cung đường, mọi mặt đường đều rất là ok luôn. Xe sử dụng cỡ bánh 27,5 inch, lốp Innova Pro 27,5 x 2.25, lan hoa bằng thép và sử dụng cặp đùm Mayer bi bạc đạn của hãng Retropic. Xe đang sử dụng phanh đĩa dầu trước sau, bộ phanh của hãng Shimano MT200. Vâng, đến cái tay nắm này cũng rất là đẹp luôn anh chị nha, tay nắm rất là đẹp luôn bằng cao su, rất êm tay. Đĩa phanh đường kính 160. Vâng, sử dụng phanh đĩa dầu thì rất là bền cũng như là dễ dàng kiểm soát tốc độ. 2.0 đang sử dụng bộ chuyển động Shimano Dere M5100 với tay đề số 2 x 11 tốc độ. Vâng, tay đề đĩa có 2 số và tay đề lip có 11 số anh chị nhé. Gạt đĩa Shimano Dere M5100, gạt lip Shimano Dere M5100 có cần gạt thay đổi độ nhảy của xích, tức là khi anh chị chạy cung đường dằn thì anh chị mở mức on lên thì xích nó sẽ giảm độ nhảy để cơ cấu chuyển xích ở lip này vẫn luôn ổn định anh chị ạ. Lip thả 11 tầng của hãng Sunshine, sử dụng xích KMC X11, bộ đùi đĩa trục rỗng của hãng Shimano Dere M5100. Cốt giữa sử dụng cốt BB và những chi tiết còn lại như phô tăng, tay lái, cọc yên bằng hợp kim nhôm hay sử dụng chiếc yên của hãng Retropic, yên bút bọc da mềm, da chống nước, một chiếc yên rất là êm. Tổng thể của Twitter Seatom 2.0 như anh chị vừa thấy đó là một cấu hình cao và mức giá rẻ không lối thoát, chỉ 12 triệu 500 ngàn đồng bao ship toàn quốc từ shop xe đạp thể thao VIP.com anh chị nhé. Và toàn bộ thông tin chi tiết của mẫu Twitter Seatom 2.0 này shop đã đăng tải trên web xe đạp thể thao VIP.com cùng với giá của xe. Anh chị có thể đặt xe trực tiếp trên web hoặc đặt xe qua điện thoại hotline bán hàng đang hiện trên màn hình 0989933958 và đến với shop thì mua xe rất dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng, đặt xe online, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Vâng, cảm ơn chị đã theo dõi video. Anh chị còn câu hỏi nào
hãy liên hệ trực tiếp với shop. Shop luôn sẵn sàng tư vấn và giải đáp mọi câu hỏi thắc mắc của anh chị. Còn bây giờ, hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.